ăn trên độ mình hay gì đó. Dạ dạ dạ. À, một bữa cô cũng nằm chiêm bao. Dạ. Cô ngủ rồi thức dậy cô cũng xuống cái quán của cô bán này là cô kể dạ, liền. Dạ 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 dạ. À, cái cô nằm chiêm bao mà cô thấy sao mà cô bệnh á. Dạ. À, có mẹ Quan Âm cao lớn luôn. À. Có mẹ Quan Âm cao lớn mà đứng nghe. Dạ. Mà mặc áo trắng. Dạ. Cao lớn đứng cái bắt đầu. À, áo trắng giống như là mấy cái cái tượng thờ Phật Quan Âm đó không? Ờ như Phật Quan Âm. Dạ. Cao lớn bự lắm, đứng tượng thờ áo trắng vậy đó ha. Ờ áo trắng là gì đó. Dạ, dạ. Rồi cái lại chữa bệnh cho cô. Dạ. Rồi cái đó cái kế tiếp đó có bà mẹ Quan Âm ngồi. Dạ. Mà nhỏ. Dạ, dạ. Mà mặc áo xanh. Dạ. Đó là cái cô giật mình cô thức dậy là sáng cái cô xuống quán này cô kể cái chị Tám kế bên á bả. Dạ. Thì thường ưa à, đánh số bà cũng có à, lô đề bà cũng bỏ kể qua, này nọ nha. Dạ. Là bà nói, bà kể bà nói mẹ Quan Âm là số mấy đó. Dạ dạ. À, cô xuống cô kể liền. Quýnh số luôn hả? Quýnh số trúng không? Không, cô không có đánh, cô kể vậy thôi chứ cô rồi không mấy có đánh. Mấy bữa đó sổ ngay không? Có luôn. Dạ, sổ luôn hay sổ đầu? À, cô quên rồi nhưng mà dạ. Cũng có. Yeah. Nhưng mà cô nằm chiêm bao nhiều điềm đánh số, nhiều điềm thấy cái tốt đẹp lắm. Dạ. Yeah. Cô... nhiều điểm đánh số ha, ngừng lại ha. Ừ, tốt đẹp. Nhưng mà làm như là mẹ độ ân trên độ gì. Dạ, dạ. Nhưng mà cô nói thiệt với con là cô cũng bệnh nhiều lắm. À, vậy ha. Cô bệnh hồi năm... từ ít lắm là từ 10 năm. Dạ. Nè, cô bị sơ gan. Dạ. Viêm gan C. Dạ. Mà sơ gan là tới độ 4. Dạ. Là cuối cùng rồi đó. Dạ. Ngày xưa là cô nói thiệt ha. Cái mặt cô ha, bà Miên còn đẹp hơn cô. Dạ. Nó rất là đen, ở đây không ai nói mà cô còn sắc. À, vâng, lời nói đầu tiên Châu Phú thân ái kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì nhân dịp Châu Phú đi thăm anh Lợm quý vị, thì tại quán cô Thu Ba có một giấc mơ kỳ lạ quý vị. Giấc mơ này thấy ông Nam Chèo nha. Thì qua đây Châu Phú mời quý vị và các bạn theo dõi. À, để xem coi cô Thu Ba có thể đã nằm chiêm bao thấy ông Năm Chèo như thế nào nha quý vị. À, vâng, là đây là quán của cô Thu Ba đang bán tại cầu Hai Tụ nha quý vị. Quán đông khách lắm ha. Dạ con chào cô. À, chào con. Dạ dạ. À, cho con gửi cái mic ha để cô có thể cô kể cái giấc chiêm bao của cô rất là màu nhiệm đây. Dạ. Dạ thưa cô thì hôm nay con đến thăm anh Lợm thì được cô chia sẻ là nói đã có cái giấc chiêm bao thấy được ông Năm Chèo. Thì qua đây con nhờ cô có thể kể lại trong cái giấc chiêm bao đó như thế nào không cô? A Di Đà Phật. Dạ dạ. Thì cô á thì cô nằm chiêm bao. Dạ. Ngày xưa tới giờ thì chỉ nghe ông Năm Chèo là con cá sấu thôi. Dạ. Nhưng mà cô thì có thấy trên chỗ Đức Thầy rồi thôi. Dạ dạ. Chứ ngoài ra là cô chưa có thấy rõ là ông Năm Chèo như thế nào. Dạ. Nó bữa đó là cô nằm chiêm bao, cô thấy, cô ngủ thức dậy là cô kể liền. Dạ. Cô nói cô đi ngang Mỹ Hòa Hưng. Tại vì ngày xưa nhà cô cũng trên Mỹ Hòa Hưng. Dạ. Nó cô đi xe 16 chỗ ngồi. Dạ. Ngang đường lộ đó, ngày xưa đó là có nhà bà Tìm. Dạ. Đó trên bờ đó là đường lộ. Còn ở dưới sông là cái kinh của Mỹ Hòa Hưng đó, cái sông gạch đó chảy ra cồn. Dạ. Cái cô đi xe 16 chỗ ngồi, cô tới ngang chỗ đó đi. Cái cô thấy là ở trên sân á là ông Lân. Dạ. Bay xuống cái kinh gạch đó. Dạ. Rồi cái cô mới nói là sao cô phát tự nhiên là cô mới nói kìa 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 ông Năm Chèo kìa. Dạ. Là ông Lân chứ không phải là cô nghĩ là con cá sấu. Dạ. Tại sao mà cô gặp ông Lân mà cô nói kìa kìa Năm Chèo kìa. Dạ. Là ông lặn dưới sông rồi cái cô mới nói tiếng kìa kìa ông Năm Chèo kìa. Cái sao ông ngốc lại ông ngoái lại ông dòm cô làm gì nè. Là cô xe cô đương chạy là ông lặn là ông đi luôn. Bự không con? Cũng bự, con Lân của mình sao là ông Năm Chèo y gan như vậy. Vậy đó. Mà cô không có nghĩ ông Năm Chèo là con cá sấu. Mà tại sao mà cô gặp con Lân mà cô nói kìa kìa Năm Chèo kìa. Dạ. Nó ổng mới quay lại ổng nhìn cô. Nhìn cô rồi cái là xe cô chạy luôn là cái ổng cũng lặng luôn. Dạ, là cái hình giống như ông Lân. Y gan ông Lân sao là ông Năm Chèo như vậy chứ không phải là con cá sấu. Vậy đó ha.
rất là đẹp. Dạ. Nhá, thường thường mình thấy ông năm chèo là con cá sấu. Dạ. Nhưng không phải là con cá sấu, là một ông lân. Dạ. Rất là đẹp luôn. Mà cái tâm của cô là nói ông năm chèo kia. Dạ dạ dạ. Là không phải là con cá sấu. Dạ. Mà ông lân. Mà hồi nào giờ mình chỉ là thấy con cá sấu thôi. Dạ. Đó. Vậy là xe cô chạy qua luôn là ông năm chèo ổng cũng lặng luôn. Dạ dạ dạ. Đó. Vậy hả cô? À. Thì qua cái giấc chim bao này cô có còn nằm là thấy cái giấc chim bao nào khác nữa không cô? Cô nằm chim bao cô cũng gặp nhiều điềm chim bao cũng tốt lắm. Chứ không phải là cái tâm của mình sao nằm chim bao làm như là mình có linh ứng gì là ơn trên độ mình hả gì đó. Dạ dạ dạ. Một bữa cô cũng nằm chim bao. Dạ. Cô ngủ rồi thức dậy cô cũng xuống cái quán của cô bán này là cô kể liền. Dạ 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 dạ. Cái cô nằm chim bao mà cô thấy sao mà cô bệnh á. Dạ. Có mẹ Quan Âm cao lớn luôn. Có mẹ Quan Âm cao lớn mà đứng nghe. Mà mặc áo trắng. Dạ. Cao lớn đứng cái bắt đầu áo trắng giống như là mấy cái cái tượng thờ Phật Quan Âm đó không? Như Phật Quan Âm. Dạ. Cao lớn bự lắm. Đứng tượng thờ áo trắng gì đó ha. Áo trắng là gì đó. Dạ, dạ. Rồi cái lại chữa bệnh cho cô. Dạ. Rồi cái đó cái kế tiếp đó có bà mẹ Quan Âm ngồi. Dạ. Mà nhỏ. Dạ, dạ. Mà mặc áo xanh. Dạ. Đó là cái cô giật mình cô thức dậy là sáng cái cô xuống quán này cô kể cái chị Tám kế bên á bả. Dạ. Thì thường ưa đánh số bả cũng có lô đề bả cũng bỏ kể qua, này nọ nha. Dạ. Là bả bà kể bà nói mẹ Quan Âm là số mấy đó. Dạ dạ. Cô xuống cô kể liền. Quýnh số luôn hả? Quýnh số trúng không? Không, cô không có đánh, cô kể vậy thôi chứ cô rồi không mấy có đánh. Bữa đó sổ ngay không? Có luôn. Dạ, sổ luôn hay sổ đầu? Cô quên rồi nhưng mà cũng có. Dạ. Nhưng mà cô nằm chim bao nhiều điềm đánh số, nhiều điềm thấy cái tốt đẹp lắm. Dạ. Cô... nhiều điềm đánh số ha, ngừng lại ha. Tốt đẹp. Nhưng mà làm như là mẹ độ ân trên độ gì. Dạ, dạ. Nhưng mà cô nói thiệt với con là cô cũng bệnh nhiều lắm. À vậy ha. Cô bệnh hồi năm từ ít lắm là từ 10 năm. Dạ. Nè cô bị sơ gan. Dạ. Viêm gan C. Dạ. Mà sơ gan là tới độ 4. Dạ. Là cuối cùng rồi đó. Dạ. Ngày xưa là cô nói thiệt ha, cái mặt cô ha, bà Miên còn đẹp hơn cô. Dạ. Nó rất là đen, ở đây không ai nói mà cô còn sống hết trơn. Dạ. Nhưng mà từ đó là cô cũng tiếp tục uống thuốc. Uống thuốc nam. Dạ. Rồi cô uống thuốc đó đâu? Cô uống thuốc nhiều chỗ lắm. Cái chỗ nào mà nghe nói cho cái bệnh của cô là cô vẫn đi uống. Dạ. Đi hốt uống. Tự cô đi hốt uống. Bây giờ sức khỏe cô sao rồi? Bây giờ sức khỏe cô rất là tốt. Ngày xưa sức khỏe cô có 52kg. Dạ. Bây giờ cô được 66kg. Giờ cô có đi khám lại chưa? Gan mình sao? Cô có đi khám lại nhiều chặng lắm rồi. Nhưng mà bác sĩ nói là chúc mừng. Cô đi khám gan. Thử thử máu hả? Xét nghiệm gan. Dạ dạ. Định lượng gan. Và hết chưa? Hết tế bào chưa? Ung thư. Và cô toàn bộ là cô bình phục bình thường. Rồi, hay. Vì nhờ cô là nghĩ là cô nói chung là ông xã cô cũng cũng làm như ơn trên độ. Dạ. Cô muốn đi chùa đi núi gì ông xã cũng cho đi hết trơn á. Ủng hộ ha. Ủng hộ. Dạ. Nói chung là cô đi mà cô hăng đi lắm. Chắc, vui lắm. Chắc là cũng có lẽ là cũng Phật pháp nhiệm màu chắc độ cô á. Chứ bệnh gan C khó lắm. Viêm gan C rồi sơ gan tới F4. Dạ. Sơ gan cứng thô tới F4. Dạ. Bác sĩ nói là cái như là sơ gan đó là chở ung thư. Dạ. Nhưng mà bữa nay là cô hoàn toàn sức khỏe cô rất là tốt. Dạ. Là cô đi khám nhiều lần lắm rồi nhưng mà bây giờ cô bình thường. Và dạ. Cũng nhờ cô á đi thường xuyên đi chùa đi núi. Dạ. Cũng gian giái dữ lắm. Nó gian giái đi chùa đi núi. Thử ra cũng bây giờ tinh thần cô cũng vui. Dạ, dạ. Mà sức khỏe cũng ổn. Dạ. Rồi bây giờ cô muốn đi đâu là cô đi. Thì đó, quan trọng là cái tinh thần mình sảng khoái mới được. Phải vui vẻ. Và thường cô có thường hay niệm Phật không cô? Cũng có, cũng sáng cúng chiều cúng gì đó. Không, bình thường vậy nè, giống như cô đi đứng bình thường á có. Đi đứng bình thường á thì cô không có niệm Phật. Tại vì nhà cô cũng mua bán lu bu. Dạ. Không có thời gian mà ở không. Dạ. Đó thì vì chỗ đó là cô không có được niệm Phật được. Nhưng mà cũng cô cúng lại thì có. Cũng về, mấy thầy cô?
hai thời thôi. Yeah. Sáng chiều bình đẳng chế lê y gan yeah. vậy thôi. Yeah. Nhưng mà có đợt ai rủ đi chùa đi núi rồi đi liền không từ chối. Dạ dạ. Cái đó là cô hay lắm. Dạ. À, cúng đình cúng miễu là có tới liền. Dạ 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 dạ. Vậy thì mai mốt đã cô được Phật độ như vậy rồi. Mai mốt mình cố gắng lên, mình tinh tấn để tu hành, cố gắng đi đứng nằm ngồi niệm Phật nữa là cô ngon lắm đó. Cúng đình là cô đi là cặm bông là tối ngày. Nơi nào ngay cúng đình trong cô là một năm có hai cái đình. Dạ dạ. Là tháng 2, gầm tháng 2 và gầm tháng 3. Dạ. Vừa rồi là cúng đình gầm tháng 2. Dạ. Thì cô đi cô cặm bông là tối một ngày. Vậy ha. Tự mình mua bông nha. Dạ. Tự mình mua bông rồi mình cặm luôn. Dạ, rồi dạ, tiếp dạ. tục kế tới tháng 3 là mình cặm bông nữa. Dạ. Là cô chỉ thích như vậy đó. Dạ dạ. Thích đi đám cúng đình cúng miễu rồi đi chùa đi núi rồi cô thích lắm. Dạ thì cũng qua cái video này con mong mọi người thì cũng có thể mà đi chùa đi núi cầu nguyện ngày hai thời ba thời vậy đó cô, và niệm Phật để những cái chướng nghiệp và những cái bệnh tật nó sẽ trôi qua. Nói nào ngay làm như mình con Phật Phật độ. Không có thể chết được. Thành thử ra nói chung là Phật pháp nhiệm màu. Bà con nào không tin thì niệm Phật hay là đi chùa đi núi gì thử coi mình như thế nào, căn nghiệp mình nó sẽ hết. Nó mình rồi tươi tắn hơn. Rồi sức khỏe mình tốt hơn. Rồi về mình được vui vẻ làm ăn phát đạt nữa. Đó thì phát đạt. Nhờ rồi bà con cô bác hồi nào giờ cũng không có đi chùa đi núi. Nhà cô với nhà quý vị. Không có đi chùa đi núi, bây giờ đi chùa đi núi được mở mang cái trí tuệ và đầu óc mình nó cũng được thông thả. Rồi tôi cũng nói chung là mình cũng đi có tiền hay là không có tiền không cũng không có tốn bao nhiêu. Nhưng mà mình đi được rồi mình rất là vui. Anh chị em nào á, bây giờ hồi nào giờ không có đi, bây giờ có tiền ít tiền nhiều gì đi, rồi mình có bỏ thời gian ra mình đi, rồi mình nhìn thấy như thế nào, rồi về cái tâm hồn mình như thế nào đó. Rồi cô bác thấy vui liền. Mình năm quanh năm suốt tháng mình đâu có đi đâu, thành thử ra mình không có hiểu gì. Nhiều khi cũng có người là cũng nói mình nghe cũng không có tốt. Nó mình đi rồi mình cũng sửa đổi. Tôi cũng khuyên chị em hay anh chị gì đó, nếu có ai mà bây giờ mình cũng lớn tuổi rồi, đời sống thì vô thường, không biết chết sống giờ nào, đã bệnh giờ nào không biết, nhưng mà mình bây giờ mình có sức khỏe tốt, đi núi đi chùa cũng không có tốn tiền tốn bạc gì. Cô bác anh chị em nên bỏ nhín chút thời gian để đi đến đó để học hỏi thêm. Mô Phật. Thì qua đây con cũng chân thành cảm ơn cô đã chia sẻ mẫu chuyện, những mẫu chuyện, những giấc chiêm bao cô đã nằm chiêm bao nhiệm màu. Thì qua đây con cũng xin chúc cho cô có thật nhiều sức khỏe và gặp nhiều điều may mắn hơn nhé cô. A Di Đà Phật, cảm ơn con. Cô cũng chúc con có nhiều sức khỏe để làm công việc từ thiện, để giúp những hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, đau ốm bệnh tật, những người đó cần có mạnh thường quân, tấm lòng mạnh thường quân để đến giúp đỡ, người ta rất là mừng. Rồi vậy con ơi, xin chào cô nhé. Qua đây cho Phú cũng không quên chúc tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe và gặp nhiều điều may mắn hơn nhé. Thân ái kính chào và tạm biệt nhé.